Hey yo, và đến với thử thách ngày hôm nay, tôi sẽ ra một động tác bất kỳ. Ai làm giống nhất sẽ được phần thưởng. Động tác mẫu ngày mai đó chính là phần thưởng dành cho một người duy nhất thôi. Chúng ta hãy cố gắng làm giống nhất. Ai giống nhất sẽ được thưởng. Ok, 20 giây hết. Ai bét lên trước, bắt đầu. Rồi, tiếp. Trong cuộc chơi nào cũng có sự công bằng, chỉ có người thứ nhất. Và tôi xin công bố người giành chức vô địch hôm nay. Con thắng đã thuộc về Trợ Lý Quang. Gặp lại mọi người ở thử thách sau.